Cô chào các con. Hôm nay cô và trò chúng ta ôn lại bài 10 của bài của môn học vần. Bài học của chúng ta có hai âm, đó là âm ô và âm ơ. Các con đọc cho cô: âm ô, âm ô, âm ô. Âm cờ các con học rồi, hôm nay chúng ta ghép với âm ô hôm nay học, đó là cờ, ô, cô. Các con đánh vần cho cô: cờ, ô, cô, cờ, ô, cô, cờ, ô, cô. Bức tranh vẽ mẹ hoặc là cô giáo đang chỉ bài cho bé học. Cô có âm cờ ghép với âm ô, đọc là cờ, ô, cô. Đây là chữ cô viết. Cô đọc trên là cô, cô. Âm thứ hai hôm nay chúng ta học là âm ơ. Các con đọc cho cô: âm ơ, âm ơ, âm ơ. Các con học âm cờ rồi, ghép với âm ơ, thêm dấu thanh huyền trên đầu âm ơ, đọc là cờ ơ cơ huyền cờ, cờ ơ cơ huyền cờ, cờ ơ cơ huyền cờ. Đây là bức tranh vẽ lá cờ. Lá cờ, đây là lá cờ Việt Nam của chúng ta, có nền đỏ, chính giữa có ngôi sao vàng. Đây gọi là lá quốc kỳ, được tượng trưng cho cả nước. Mỗi khi sáng thứ hai, công nhân hoặc là các con đi học đều được chào cờ dưới lá cờ của nước chúng ta. Đây là chữ cờ, cô viết bằng chữ viết. Âm cờ đứng trước, âm ơ đứng sau, dấu huyền trên đầu âm ơ. Các con đọc: cờ ơ cơ huyền cờ, cờ ơ cơ huyền cờ. Đọc trơn là cờ, cờ. Các con lưu ý, các con đọc lại cho cô: ô, 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 cờ, ô, cô, cờ, ô, cô, cờ, ô, cô. Đọc cho cô: cô, cô, âm ơ, âm ơ, âm ơ, cờ ơ cơ huyền cờ, cờ ơ cơ huyền cờ, cờ ơ cơ huyền cờ. Các con đọc trơn cho cô: cờ, cờ. Cô và các con đọc lại bài: ô, cờ ô cô, cô, ơ, cờ ơ cơ huyền cờ, cờ. Cô và các con xuống phần luyện tiếng. Các con học âm hờ rồi, ghép với âm mô ta được tiếng hô, thêm dấu huyền ta được tiếng hồ, thêm dấu hỏi ta được tiếng hổ. Các con bắt đầu đọc:
Hờ ô hô. Hờ ô hô. Hờ ô hô. Hờ ô hô huyền hồ. Hờ ô hô huyền hồ. Hờ ô hô huyền hồ. Hờ ô hô hỏi hổ. Hờ ô hô hỏi hổ. Hờ ô hô hỏi hổ. Các con đọc trơn tí nha cô. Hô. Hô. Hồ. Hồ. Hổ. Hổ. Các con xuống dòng dưới. Âm bờ ghép với âm ơ, ta được tiếng bơ. Thêm dấu thanh huyền, ta được tiếng bờ. Thêm dấu thanh hỏi, ta được tiếng bở. Các con bắt đầu đọc. Bờ ơ bơ. Bờ ơ bơ. Bờ ơ bơ. Bờ ơ bơ huyền bờ. Bờ ơ bơ huyền bờ. Bờ ơ bơ huyền bờ. Bờ ơ bơ hỏi bở. Bờ ơ bơ hỏi bở. Bờ ơ bơ hỏi bở. Các con đọc trơn. Bơ. Bờ. Bở. Các con đọc lại cho cô. Hờ ô hô. Hờ ô hô huyền hồ. Hờ ô hô hỏi hổ. Bờ ơ bơ. Bờ ơ bơ huyền bờ. Bờ ơ bơ hỏi bở. Các con đọc trơn. Hô. Hồ. Hổ. Bơ. Bờ. Bở. Các con xuống xuống dòng luyện viết. Luyện viết các con được viết ở trên lớp rồi. Bây giờ cô nhắc lại cho các con. Đây là âm ô. Ơ. Cờ ô cô. Cờ ơ cơ huyền cờ. Các con đọc trơn. Ô. Ơ. Cô. Cờ. Đây là những tiếng mà các con luyện viết. Các con lưu ý ở đây được viết ô ơ cô cờ hai ô ly và tiếng cờ dấu thanh huyền trên đầu âm ơ. Các con lưu ý nha. Các con sang trang bên. Các con xem đây là bức tranh vẽ ở trong sách. Vậy bức tranh này vẽ gì? Em nào biết nào? Đây là bức tranh mà bạn bé đang vẽ đấy nha. Và bức tranh này người ta được in sẵn bé tô màu lên, bé chọn màu, bé tô lên. Trong vở vẽ này rất là đẹp. Đây là nội dung của bức tranh. Bé có vở vẽ. Các con đọc bờ e bê sắc bé. Bờ e bê sắc bé. Cờ o co sắc có. Cờ o co sắc có. Vờ ơ vơ hỏi vở. Vờ ơ vơ hỏi vở. Vờ e ve ngã vẽ. Vờ e ve ngã vẽ. Các con đọc trơn. Bé có vở vẽ. Bé có vở vẽ. Bé có vở vẽ. Các con xuống phần luyện nói.
Các con quan sát xem bức tranh vẽ gì nào? Đây là vẽ một hàng cây ở ngay cái bờ hồ, dưới này là hồ. Và đây là những em bé đang đi dạo trên bờ hồ. Đang đi dạo trên bờ hồ. Bờ hồ trong sách vẽ là nơi dùng để làm nơi nghỉ ngơi và vui chơi sau giờ làm việc của những chú công nhân, cô công nhân và những người dân ở đây. Còn những em bé thì được đi dạo trên những bờ hồ này nghỉ ngơi rất là vui, thoải mái. Vậy ở trong bờ hồ này các con biết đó là dùng làm nơi nghỉ ngơi. Vậy các con lưu ý khi đến chơi ở đây, lưu ý chúng ta không xả rác bừa bãi ở những nơi công cộng và không đến gần bờ hồ dễ nguy hiểm. Đó là nội dung bài học của chúng ta hôm nay. Các con đọc cho cô. Bờ ơ bơ huyền bờ, hờ ô hô huyền hồ. Các con đọc cho trơn cho cô. Bờ hồ, bờ hồ, bờ hồ. Các con đọc lại bài toàn bài cho cô một lần. Ô cờ ô cô, cô ơ cờ ơ cơ huyền cờ, cờ hờ ô hô, hờ ô hô huyền hồ, hờ ô hô hỏi hổ. Các con đọc trơn. Hô hồ hổ, bờ ơ bơ, bờ ơ bơ huyền bờ, bờ ơ bơ hỏi bờ. Các con đọc trơn. Bơ bờ bở. Các con xuống dòng luyện viết. Ô ơ cờ ô cô, cờ ơ cơ huyền cờ. Các con đọc trơn lại. Ô ơ cô cờ. Các con đọc qua trang bên. Bờ e bê sắc bé, cờ o co sắc có, vờ ơ vơ hỏi vợ, vờ e bê ngã vẽ, bé có vở vẽ. Ta đọc lại. Bé có vở vẽ. Bờ ơ bơ huyền bờ, hờ ô hô huyền hồ, bờ hồ. Các con đọc lại. Bờ hồ. Nội dung bài đọc của các con đến đây là hết rồi. Các con cố gắng đọc đi đọc lại nhiều lần để bài đọc của chúng ta thuộc. Khi thuộc bài rồi, hôm sau các con lên lớp học bài cô giáo dạy sẽ nắm được bài một cách chính xác. Cô chúc các con học giỏi. Cô chào các con. Hẹn các con ở tiết học sau nữa nha. Cảm ơn bé đã theo dõi video này. Hãy like, comment và share video này nhé. Và bé hãy đăng ký kênh để xem nhiều video hơn nào.